Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Nó có trở lại em đây, vâng, vẫn là mình em ạ, vẫn là Hà Si giờ mời của anh em đây. Thì anh em nào muốn mua bán ác thì shop gkt.vn, nếu nào có mua mua thì nên xem là mm.me của mình nhá. Cảm ơn em rất nhiều, uy tín nhanh gọn luôn. Ok, thì hôm nay mình cuối cùng mình cũng đã mượn được con ác trùng phong làng là hai anh em. Đấy, sau như lần gọi là xếp lịch thì cuối cùng hôm nay mình cũng đã mượn được rồi. Tại vì nó do chủ ác gọi là cũng có kênh YouTube. Đấy, nhưng mà chủ ác lười làm về làng lá phiếu lưu ký quá anh em ạ. Tại vì là đợt gần đây là gọi rồng nó mới ra, đâm ra là chủ ác còn qua đấy buôn bán anh em. Đấy, thế bảo là đợt đầu buôn bán làm ăn gọi là đông khách lắm. Nhưng mà đợt này thế bảo là gọi rồng view ít rồi. Em đang tính gọi là chuẩn bị comeback làng lá. Thì mình có bảo là chú có muốn nhắn nhủ gì không. Thì bảo là em tuy là thợ lặn thôi, nhưng mà sắp sửa em comeback làng lá phiếu lưu ký rồi. Đấy, thợ lặn này chắc là lâu nhất làng lá phiếu lưu ký trong cái dàn top chùm anh em ạ. Rồi thì con này lịch sử với tiền sử thì không muốn nói làm gì anh em. Cái thời gọi là Linda mua một tài S2 Linda với cả Tuấn Ca ghê anh em. Đấy, với cả con ác Zume KK này và cộng thêm nữa là con gì nhỉ, OKTD anh em. Đấy, sau những lần gọi là cắt tốp sập điện. Đấy, anh em nào xem từ ngày xưa đến giờ lắm vụ mẹ mất mạng và sập điện lắm anh em ạ. Còn không biết lý do vì sao, lắm lúc còn đơ ở bên trong đại hội nhân giả cơ. Không biết là có một vụ thôn tính gì của làng lá phiếu lưu ký không, nhưng mà thật sự anh em luôn thì sau những lần vấp ngã như thế của cái top như thế thì con này cũng đã gọi là chí tôn được mấy lần ở trong cái thời nguyên thủy rồi anh em ạ. Không phải dạo vừa đâu, con này ngày xưa được mệnh danh là có thể tương lai làm trùng phong lên server ấy, nhưng mà do chủ ác gọi là chơi kinh doanh đấy, thế nên là cũng không có gọi là ham hố gì cái các top này anh em ạ. Họ chơi giải trí, họ chơi gọi là lành mạnh thôi, đủ để mạnh thôi anh em, đủ để trải nghiệm thôi. Đấy, nó không như các tô khác. Đấy, trời mẹ mày chơi chết thôi này, mẹ chơi tê mẹ mày khó rút lắm anh em ạ. Rồi, ok, thì con ác này thì không còn nói nhiều làm gì, anh em không còn xa lạ gì nữa rồi. Con này thì nói chung là chủ yếu review những cái anh em không biết thôi. Hiện tại là con này đã 221.931 rồi anh em. Con này tầm khoảng 79k nữa là sẽ lên lục đạo anh em. Đấy, lấy một con bách đẹp thì chắc là sự kiện thắp lến vào tháng 8 anh em ạ. Không biết là có đầu tư không. Rồi, quả danh này, nói chung là quả làm thì nói chung là không đầu tư nữa rồi anh em, không đầu tư nữa rồi. Cấp chế tạo thì đang có cấp 460, hiện có 580 hoạt lực anh em. Để mà nói gì đây, xem nào, túi người còn 246 triệu bạc khóa này, còn một số ít vàng anh em. Một ít lâu, nói chung là con ác này lâu lắm không đầu tư rồi anh em ạ. Lâu lắm không đầu tư rồi. Và hiện tại là dương đá, uầy dương đá vẫn còn chữ cũ anh em ạ. Vẫn còn chữ cũ Halloween luôn. Và một số uầy hoa đào nữa. Đá điếc, nói chung là đợt này lại không cày mấy anh em ạ. Tại vì là con ác này có thể là treo không nhặt đá hay sao ấy. Đấy, hoạt động không biết là có đi không, nhưng mà nói chung là đá không còn nhiều nữa rồi. Có một tí, một số khả này thôi. Và một số đá 11, 9 này, 10 này, 14, 15 bên 11 anh em. 15 bên 11, mới cả 13 bên 10 thôi. 5 bên 12 anh em. Và một số đá bên ngoài thôi. Không biết là có dấu thẻ giữ tiền không, nhưng mà tình hình như này là con ác này hơi lủng đấy. Để mà nói thì cái tổ đây là, để mà nói cái tình trạng này hơi lủng đấy anh em ạ, không phải đùa đâu. Thì con này thì vẫn cứ là trùng phong ở làng lá hai thôi anh em. Con này hiện tại đang top 5 cao thủ này, top của cải xem nào, top của cải top 1 luôn anh em. Tài phú tặng 14 luôn. Chuyện cần thì chịu rồi, chuyện cần tầm này chịu rồi. Xem nào, gia tộc top 1 luôn à. Ừ, gia tộc top 1 anh em. Đấy, thì nói chung là sự kiện. Uầy, ông võ đồn gặp mình để đầu tư ác ấy nhỉ. Chắc là mới comeback đây. Tuần tháng này, tuần tháng của cải nói chung là úp ở đây mà gà nên chậm đấy nhỉ. À, đây cũng top 14 này anh em. Cường hóa lôi đài. Lôi đài thì con này chắc là không đi BK rồi anh em ạ. Con này chắc chỉ có treo với treo thôi, không đi anh em ạ, không đi, hơi buồn ta. Đấy, xem nào, tình hình là vũ khí hệ lôi phun ngọc chưa lên Sharingan anh em, chưa lên, chưa lên Zinigan chứ quên.
Còn mấy cái này thì không nói làm gì rồi. Bí kíp, phong, kháng lôi luôn. Áo choàng thì áo choàng dùng áo choàng thường anh em, áo choàng gọi là ngẫu nhiên chỉ số đấy anh em. Tanto dùng tanto thường thôi. Dự phòng vẫn có man độc đạo để bên ngoài à. Ông này ông cày xong ông không chịu ghép mà chắc là ông đang đợi một cái gì đó anh em ạ. Rồi ok, nhắc đến thì tí mình sẽ review cái trang luôn. Hiện tại là 3k7. 3k7 30. Lé thì 4556, mình thử xem nó cái skin lé là skin nào ta. Bật phân thân đi xem nào. Đấy, phân vậy thì mẹ không đủ MB luôn ạ. Anh em đợi mình chút, mình không cài thức ăn. Ok. Rồi, mình sẽ sử dụng rồi phân thân chưa nhỉ? Phân thân rồi. Phòng nào lên được 4821 lé anh em. Nói chung là cái này lé là hơi bị dạng vừa đâu. Hãy còn man đục đạo để bên ngoài luôn. Review thợ rèn tách cải trang xem nào. Đấy. Cải trang thì có Tobi Rama này. Đấy, Minato này, Dora này. Cải trang sự kiện này. Nói chung là dàn cải trang này cũng gọi là chưa hoàn chỉnh cho lắm. Nếu mà hoàn chỉnh thì phải vất Oro này, Totsu này. Đấy, như cái tầm của mình nó mất vất cả Hokage đi rồi anh em ạ. Với cả cải trang sự kiện này không giữ làm gì đâu. Nói chung là cải trang này cũng thiếu nhiều lắm anh em. Obito lục đạo này. Đấy, Obito lục đạo là một này. Còn không biết là cải trang gì nữa nhỉ, quên mẹ rồi anh em. Mát thì không nói làm gì, nó mát ở ngoài kia rồi. Itachi ở Itachi Cương Thi nữa, nói chung là nhiều lắm anh em. Đấy, mình nói chung là mình không nhớ nữa, mà mình nhớ sơ sơ một số cải trang đấy anh em. Rồi thì không biết là sẽ như thế nào đây, mình sẽ cùng xem nào. Tuyên Hero xem nào. Tuyên rồi đang có nhất vĩ 47k rồi. Bí kíp mẹ thủy. Uầy, lại lên thêm một cái bí kíp nữa cơ. Cháy thế nhờ, bí kíp mẹ thủy luôn ạ. Kháng hóa luôn. Uầy mẹ úp thế này bảo sao thuật never. Đúng rồi anh em úp. Thật sự anh em nó úp thì mạnh đấy, nhưng mà nói chung là bây giờ anh em ạ, mẹ nên úp cái này là tốn lắm anh em. Sao nó thuật anh em, thuật thực sự luôn. Bây giờ nói chung là mình đang đua level, mình chả quan tâm cái bí kíp làm gì anh em ạ. Đấy, chứ mình cũng đã đổi năm hệ rồi mà không có mảnh bí kíp mà chơi luôn. Bây giờ bí kíp đang đắt quá. Hiện tại thì Sonido đợt này nói chung là uầy, thì là chung kem viên sử dụng bánh kem lớn luôn ạ. Kháng hóa 5k9 luôn. À thực sự skin bị thua mẹ vẫn cứ gọi là cháy hết người anh em. Uầy, một bộ mà chỉ có kháng mấy đam thôi anh em. Chỉ có kháng mấy đam thôi. Rồi. Khá kinh dị. Chung Kenvin nào. Chung Kenvin nói chung là lại út thêm một cuốn gì đây. Lại út thêm một cuốn hệ lôi ạ. Uầy đi các bạn. Mấy ông này ông không chịu úp level hay sao anh em? Ồ, không chịu úp level rồi. Tình hình hơi căng rồi. Phòng kháng thổ 5k6 mẹ, con nắc này ông nội mới đập chết mình. Uầy thề với anh em. Hệ thủy thật sự với anh em luôn, mình không bao giờ mình nói hệ nào yếu đâu, chỉ có anh em nói thôi. Nhưng mà mình cảm giác là anh em, cái combo mà cả cấm máu ăn băng với cả ăn mẹ một quả 3k gắn đi 2 đam, thật sự anh em nó thốt thực sự luôn anh em ạ. Mình không phải là mà hệ thủy mạnh đâu anh em nhá, nhưng mà mình nói là một cái combo đấy mẹ, con hôi combo như kiểu thì mẹ ăn hit luôn anh em ạ. Ồ, hệ của mình mà dồn có khi là không ăn hit đâu anh em. Hôm nọ mình nhớ là mình dính cả suy yếu luôn cơ. Hãi thực sự luôn. Đến mình còn chưa giết được ác Sơn Hero. Nhưng nói chung là thủy nó hai sẽ khá rồi, với thêm bí kíp nữa thì không có làm gì. Mình thì bây giờ nói chung là mình cũng đang tính là mỗi hệ một set thôi, chứ mình chẳng quan trọng là nhiều. Mình chẳng quan trọng là thắng hay thua đâu. Căn bản là mấy ông háo thắng quá. Mình anh em biết không, mình làm video chỉ ủng hộ anh em với cả mà kiếm ăn tí lời gọi là gỡ thôi anh em. Chứ thật sự anh em luôn bây giờ để mà nói chơi thắng thua mẹ nó không giải quyết được cái gì anh em ạ. Không giải quyết được cái gì luôn. Chán lắm, chỉ tốn tiền nhau thôi. Siêu nhân gay này. Mà đến cái chuyện BK thì sẽ vỡ anh em ạ. Địch mẹ 1 năm mình thề mà anh em có thể cũng nói điều với anh em. Khi là 1 năm nay mình chưa động một cái liên server ấy, ao làng chắc là cùng nắm đi được 1 lần. Anh em biết là mẹ cái trình độ BK mình là mình gọi là chịu ở bây giờ các ông nắm mẹo lắm, còn thua. Rồi, nói chung là chắc là cũng chỉ có thế thôi anh em ạ, chắc cũng chỉ có thế thôi. Ok, thôi chắc video mình đến đây cũng kết thúc rồi anh em. Cảm ơn em theo dõi ủng hộ mình. Bye bye chào mình anh em. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo nhé. Cảm ơn em rất nhiều.